Rồi, xe máy Diệu Nguyễn xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube em ngày hôm nay cuối tuần. Những dòng xe mới về bên cửa hàng thì cũng rất chi là nhiều anh chị nha, cập nhật liên tục để bà con mình có một sự lựa chọn bên cửa hàng của em. Hôm nay thì có một Sibo về giá rất là mềm mại cho anh chị xài luôn ha. Quay S-Zin nha anh chị, anh em đã cập nhật về được một chiếc quay S-Zin nữa nè. Full chờ một thì có một chiếc quá mướt luôn anh chị đó, mới vừa về anh chị, rất đẹp nha, giá rất hợp lý luôn. Thì cửa hàng của em thì chuyên xe máy cỏ đã qua sử dụng anh chị, tầm trung và tầm rẻ để cho anh chị của chú đi làm. Ở đây những con mắt nè, quay, rim và những dòng SVM, những dòng xe này đi rất chi là bền anh chị nha. Giá rất là mềm mại để cho khách hàng mình lựa chọn với em trong cuối tuần ngày hôm nay. Thì như em đã nói, cái cuối tuần nào thì em lên sóng cũng có giá xe tốt cho bà con mình lựa hết. Thì ngày hôm nay anh chị đón xem, cô chú mình đón xem với em nha. Nhiều anh chị của chú mình, Diệu Nguyễn mến chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube bán xe cũ của em ngày hôm nay. Thì cuối tuần thứ bảy, nói chung mấy bữa nay em bận quá, em không có review xe lên cửa hàng cho anh chị của chú mình xem được. Thì hôm nay thì tranh thủ bây giờ cũng phải là 2 giờ chiều rồi, để làm một video lên cho cô chú anh chị mình lựa xe cuối tuần. Thì giá xe bên Diệu Nguyễn thì anh chị cũng biết rồi, tầm trung để mình đi làm thì rất chi là nhiều dòng xe bền bỉ, cực kỳ bền bỉ. Tại vì thường thường mấy bữa trước thì em không có bán xe tàu anh chị ha. Nhưng mà hôm nay có nhiều khách hỏi quá, anh chị có hỏi có xe nào tầm vài triệu không em để đi làm những dòng xe cỏ, xe tàu. Thì hôm nay cũng cập nhật về được ở ngoài kia được 2-3 chiếc thôi để cho cô chú anh chị mình lựa đi làm. Thì xe bên Diệu Nguyễn thì nói chung là có bảo hành ship tỉnh toàn quốc. Bây giờ em đi giới thiệu lại cái địa chỉ cho khách hàng của mình. Bên này là đa số là xe số nhiều anh chị, còn qua bên này thì em sẽ bỏ xe ga tay ga. Nói chung mặt bằng của em thì hai bên rất là rộng rãi để cô chú anh chị mình lựa xe nha. Cửa hàng của Diệu Nguyễn thì nằm ở số nhà 49E đường Bình Chiểu, khu phố 3, phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức. Anh chị nào mà ở gần cửa hàng thì cứ trực tiếp tới cửa hàng để xem xe. Con đường mà để đến cửa hàng của em, ví dụ như anh chị ở Bình Dương xuống thì anh chị về với ngã tư 550 và chạy ra hướng quân đoàn 4, chạy thẳng ra luôn gặp đường Bình Chiểu. Đây con đường Bình Chiểu đây anh chị nha, số nhà 49E là cửa hàng của em. Và quay trở lại một con đường từ bên phải thì anh chị cô chú mình có đi xe đò lên hay là đi xe máy lên cũng được. Anh chị ở miền Tây, Đồng Nai hay là ở Sài Gòn, anh chị đi tới cửa hàng của em thì anh chị cứ tới ngay chỗ ngã tư Bình Phước hoặc là chợ đầu mối nông sản Thủ Đức. Anh chị cứ liên hệ về số điện thoại trên màn hình cùng em Diệu Nguyễn nha anh chị. Đó, tay ga thì nói chung là em mua xe tiễn không, những dòng không phải là gì nhưng mà em chỉ mua xe lướt, xe đẹp như thế này. Những Vision em nói thiệt rất chi là mới luôn, mà em nói thiệt bên chị giá tiền của Vision bây giờ chỉ bằng tiền của Alpha đó. Thì mình có thể là mình lừa những dòng xe cũ như thế này, em nói thiệt nó còn rất chi là mới nha anh chị. Tại vì em bán hàng thì nó thật sự bên chị là mua bán thì có sao nói vậy. Và bây giờ thì ngày hôm nay em mời anh chị của chú mình theo chân em đi review xe nha. Hôm nay mà anh chị nào mà yêu mến dòng Subaru là anh chị lẩm con này lên nha. Em mới về mà nó đã quá đã luôn anh chị, chạy rất sướng anh chị, rớt dép là nổ. Mà anh chị mình đón xem từ từ nha. Anh chị lựa xe bên em là anh chị phải coi từ từ là anh chị sẽ mua được. Rất chi là nhiều dòng xe. Nói chung bây giờ trời em còn rất là nắng luôn, em tranh thủ em quay cái video để em up lên cho cô chú anh chị mình cái rồi em đi mua xe. Em cũng công việc em rất là bận bề anh chị nha. Nhiều khi anh chị tới cửa hàng anh chị không có gặp em thì có nhân viên ở nhà nó hỗ trợ giùm nha anh chị nha. Đầu tiên em lên sóng cho anh chị một chiếc rim nè. Con này em mới vừa nhập về, con này là rim Long King nha anh chị. Long King là rim đời đầu mà nó nòng sắt anh chị. Đó, cái dòng này máy khỏi chê, máy em như hơi thở. Biển số là ở Đồng Tháp, miền Tây. Anh chị ơi, một chiếc rim rất là liền nha anh chị. Máy móc là em khỏi phải nói luôn, niền cam bánh vỏ là cũng còn rất là mới nha anh chị. Mua về là xài ổn định liền. Thì bữa giờ có nhiều anh chị cô chú cứ hỏi Diệu ơi, có con rim nào hay là con quay nào tầm vài triệu để anh đi làm không. Thì nó thật sự bên chị mình cái dòng này thì nó lâu lâu em mới có. Vì mua cao quá thì về bán ra không được, mà mua rẻ thì không có xe rẻ để mình mua. Nó thật sự vậy, em mua xe em rất là lựa, nhiều khi em lựa cái máy nào nó chắc chắc để cho về bán cho chị của chú mình đi khỏi phải sửa. Chứ còn mua xe mà dập mà về máy keo máy nát thì cũng rất là nhiều, nó thật sự là vậy. Con này bán tại cửa hàng là 4,5 triệu đó, 4,5 triệu đi, 4,5 triệu nha anh chị. Tại vì tiền nào của nó anh chị, Long King đời đầu máy rất là chắc luôn, chứ không phải là em muốn bán cao đâu, nhưng mà thật sự bên chị là chất lượng của nó là anh chị khỏi phải lo nha, không cần phải suy nghĩ. Con mắt này anh chị, con mắt này thì anh chị mua đi làm hồ hay là anh chị làm công trình sân nước gì đó, anh chị chạy chiếc xe này tàn tàn cho nó đỡ sốt chiếc xe nha. Máy rất êm,
À, còn cái dàn áo dàn chân thì nó leo đeo thôi chứ nó không có đẹp lắm, mắt thì nó có bánh mâm sẵn anh chị nha. Con này giấy ở Đồng Nai anh chị ơi, em chốt cho anh chị 3 triệu ngày hôm nay nè, ghi vô em 3 triệu đó. Thì anh chị ơi, tại vì em ghi cái giá là sao, ghi cái giá để cho ví dụ em có nhà thì nhà có lính tráng hay là vợ ở nhà nó biết, chứ giờ tại vì em quay thì nó đâu có biết đó. Con này là 3 tỷ nha anh chị. Máy móc em râu nha, nói chung dòng xe 3 tỷ thì anh chị biết rồi, nổ máy lên chạy là lậm thôi ha. Tiếp theo cài bừa nữa anh chị ơi, một chiếc xe SQM. Con này thì anh chị nhìn vô biết rồi, NG100. Con này thì cái hình thức xe rất là đều nha, chứ nó không có mới nha anh chị, nó chỉ đều theo năm tháng. Ví dụ như anh chị cần một chiếc xe SQM này, vì thì cái dòng SQM thì cái máy nó chất lượng như chiếc Alpha vậy đó anh chị. Anh chị xài qua rồi là anh chị biết, nó bền và chạy nó rất là đầm. Con này là máy 100 nha anh chị, NG máy 100 nè. Đó. Nói chung là anh chị mua về đi làm công trình hay là sơn nước phụ hồ gì cũng được hết. Con máy chất lượng có đề đầy đủ nha anh chị. Em chốt con này là 4.500.000 nè, đi vô em. 4.500.000 là em bán nha anh chị. Còn ở đây em bán hàng là em nói cái bán cái một, em không có nói hai ba lời đâu. Cái tính của em bán hàng hồi xưa đến giờ là vậy đó, em thích bán bao nhiêu là em nói bao nhiêu. Còn cái chuyện nhiều khi anh chị cái điện ra sao không bớt thì nó thật lòng, chị Nguyễn rất là mắc lòng chỗ đó. Tại vì cái tính em là hay nói thật vậy đó anh chị. Em nói cái một à, anh chị hợp lý là anh chị chốt thôi, chứ còn bây giờ em nói không có nói chi trên trời bán dưới đất nha anh chị. Mua bán là người thật việc thật. Còn cái máy chất lượng của nó thì nói chung rất là ngon, chứ dòng xe này mà nói đẹp thì nó không có đẹp nhưng mà nó ngon ha. Attila Elizabeth nha anh chị. Elizabeth FI nha, FI thắng đĩa, xe liền lạc sạch sẽ, máy êm. Nhưng cái con này là hồi xưa là cái nguyên thủy của nó là màu vàng nha anh chị. Màu vàng thì giờ nó vẫn có màu vàng nhưng mà người ta sơn lại cái màu đỏ. Thì mua xe đi làm thì cái này em nói thật với anh chị, quan trọng là cái máy nó ngon thôi. 47 Đắk Lắk. Con này bán 5.8 đi. 5.8 nha, tại cửa hàng nha anh chị. 5.800.000. Trời ơi, lấy con Elizabeth FI chạy biết nào chẳng hơn anh chị, máy móc chất lượng khỏi phải chê. Đó, riêng bên bán hàng là em nói thẳng với anh chị của chú mình, không có lo nghĩ gì mấy vấn đề này nha. Còn nhiều dòng xe rẻ lắm. Hôm nay là em bán xe là nó thật sự anh chị, em quay hết tất cả dòng xe này cho anh chị lựa thoải mái luôn nha. Rồi mình vô mình quay cái con, mấy cái con ngoài này cho anh chị coi nè. Tại vì một cặp xe này em mới về, nó rất chi là đã anh chị. Anh chị nhìn vô cũng biết rồi, một chiếc Quay S2007 nha anh chị. Con này là em bao nguyên zin nha anh chị, từ máy móc, đầu nồi chưa gớt nha. Máy em ru, dàn áo ring, dàn chân ring, Quay S thắng đĩa nha. Đó, xe liên lạc một đời chủ sử dụng anh chị, ngay chủ ngay tên. Anh chị muốn công chứng ủy quyền hay là ký mua bán là một nốt nhạc. Tại vì những cái xe này em mua là được ngay chủ luôn, một chữ mua mới từ đầu. Anh chị nhìn vô lốc này, máy móc đầu nồi zin, xe liền lạc từ đâu ra ngoài, tem cặp te vẫn còn, cam liền còn đẹp không mộc mạc anh chị. 12 triệu anh chị nha. Cái giá xe bên em á, thì nói thật bên chị, cái con Quay S này nó tầm tiền nào cũng có hết. Ví dụ anh chị muốn lấy tầm cỡ chục triệu cũng có chiếc Quay S, hay là 12 hay là 14, 15 nó cũng có một chiếc Quay S. Nó rất là nhiều giá nha anh chị, nó tùy vào cái độ đẹp xấu của xe và chất lượng. Như con này là em bán hàng, là con này là em bán hàng zin nha anh chị nha, máy zin bảo hành 1 năm. Và cô chú anh chị nào mà yêu mến dòng Phi 1 thì anh chị đừng bỏ qua chiếc xe này nha. Tại vì anh chị biết sao không, em thì anh chị mua chiếc xe mà nó được theo ý mình nó rất là khó. Anh chị nhìn vô chìa khóa nè, khóa zin nha. Rồi mở yên lên, mở yên lên cho cô chú anh chị xem. Anh chị nhìn cái yên nè, nó chưa có bị nứt một lần nào nha, nó chưa có rạn chỉ nha anh chị. Yên là yên zin của nó nha, ốc chưa mở nè, chị thấy đẹp kinh khủng không. Con này thì quá chuẩn rồi anh chị. Thứ nhất là dàn áo là rất đẹp, thứ hai nữa là không lai một món đồ nha anh chị. Anh chị nhìn vô cam liền của nó này, đã không, tem cặp te đầy đủ hết, không thiếu một món đồ và xe nguyên thủy luôn. Một đời chủ, một người sử dụng trên chiếc xe Future 1 anh em nha anh chị, màu xanh rất là đẹp luôn. Màu xanh này là đẹp nhất ở đây anh chị nha, trong cái dòng Future 1 em thấy cái màu này là màu hợp lý nhất. Tại vì em không biết sao nhưng mà thường thường cái màu này em bán sẽ chạy. Anh chị nhìn cái niềng này anh chị, bởi vì em phải nói gì, cái niềng của xe thì rất là nhiều. Ví dụ như người ta thích người ta thay là niềng của xe cũng được, nhưng mà cái niềng này là niềng ring theo xe. Cái chữ nó rất là mỏng anh chị nha, rất là mỏng chữ, anh chị nhìn vô, anh chị nhìn vô này, rất là mỏng cái chữ và đúng là niềng cặp trước sau ring toàn bộ. Tại vì con này là anh chị cũng biết rồi, cái dòng Phu 1 thì ở đây em bán đúng cho anh chị mình nè, 5 đĩa ốc nè, ốc có 5 đĩa. Con này thì một đời chủ sử dụng anh chị, chắc xe là ring nguyên thủy từ trong ra ngoài. Ví dụ cái đầu của nó thì lâu ngày người ta có cạo khói thì tất nhiên cái xe cũ là em nói thiệt với anh chị, trường hợp này là bình thường cào khói. Còn máy giữa zin nha, máy giữa là không có đụng chạm gì hết. Còn đầu nồi thì mình đi theo 5 tháng mà anh chị, đúng là tem gấp vẫn còn nha, phuộc phèo tất cả, cam niền zin không lai một con ốc nào hết.
chốt cho bà con mình là 16.500.000. Là em bán ngay chủ. Anh chị muốn công chứng ủy quyền nè, hay là anh chị muốn ký mua bán, em ký cho anh chị 20 năm. Anh chị xài thoải mái luôn. Đó, biển số thành phố số đẹp luôn anh chị nha. Số rất đẹp luôn á, 23212. Tiếp theo là Phu Chờ Mập biển ở Đồng Tháp. Con này cái me ca nó hơi bị mờ. Anh chị thường thường thấy cái me ca nó mờ thì cái này thì em sẽ hỗ trợ sau nha. Em sẽ thay cái me ca biển số cho anh chị mình. Còn hiện tại xe em về thì có sao em bán dài con này là 2015 2016 gì đó. Nguyên rin nha anh chị. Đó. Có nghĩa là từ dàn áo tới dàn chân tới máy móc bộ bánh mâm zin của xe. Chất lượng xe lại ở đây em bán anh chị khỏi phải lo về cái máy móc nha. Em chốt con này là 16.500.000. Hôm nay thứ bảy cuối tuần bớt cho anh chị 5 xị luôn. Còn 16 triệu bán luôn cho nhanh còn lẹ nè. 16 triệu anh chị ơi, Phu Chờ Mập FI phun xăng điện tử nha. Ở trong kia em có về được một chiếc Phu Mập nữa nè. Mình sẵn mình quay Phu Mập thì mình quay luôn nha anh chị. Để em quay cho anh chị coi, tại vì nó thật sự với anh chị đó. Cái con Phu Mập á là nói về mà chiếc xe như chiếc xe này nè. Xe này em đang quay nè. Chiếc này mới giữ nè anh chị. Anh chị nhìn vô cặp kính zin nè, mà cái xe này hồi đó giờ chỉ có một chủ đi. Chủ người ta sát bên đây luôn, gần nhà em luôn. Người ta đi hồi đó giờ nè anh chị coi cái vỏ trước còn rin nha, đời 2014 nha anh chị, 2014 mà bây giờ ít đi lắm. Cái này là bữa trước là em đáng lẽ là như nếu như là em không thật tình là em mở ra rồi, nhưng mà cái này bữa trước là cố gắng cái khóa đĩa nè, cục để khóa vô cái đĩa nè anh chị. Đó. Con này là 2014 nha anh chị, giấy 2015. Giấy 2015 mà xe 2014 nè. Vỏ zin theo xe nè anh chị, vỏ này là vỏ zin của nó nè. Đây nè, tầng thứ 49 năm 2014 vẫn còn zin nha anh chị. Vỏ trước zin, máy móc là nguyên zin. Ngay chảo luôn. Đó. 2014, đăng ký 2015. Biển số ở Thủ Đức này gần bên sát nhà em nha anh chị. Con này là em chốt bao nhiêu tiền ha? Tại vì nói thật sự với anh chị, xe tiền nào của nấy hết anh chị ạ. Chứ không phải là ai muốn bán cao hay muốn bán rẻ. Anh chị ấy như chiếc xe ngoài nãy em bán 2015, 2016 em bán có 16 triệu đúng không? Nhưng con này em bán tới 18 nha anh chị. Đó, ghi vô em, 18 triệu. Nói thật sự với anh chị là quan trọng là của bền do người, chứ không quan trọng là đời cao. Riêng em bán hàng như vậy, chất lượng về máy móc đó. Chứ đâu phải là đời cao, như đời cao máy quay A110 vẫn là rẻ hơn quay A100. Đó, nó rẻ hơn quay nhỏ thì nó cũng có một sự khác biệt xíu nha anh chị. 51X4 cái con này là cũng có. Họ kêu là lắm mối tối nằm không. Con này nó nhiều người hỏi lắm đây mà em chưa bán được. Nói thật sự bên chị của chú mình, một chiếc Way Alpha màu xanh, người ta dọn lên chiếc X màu trắng, xe dọn sai màu. Thì nói thẳng với cô chú anh chị mình, còn chiếc xe mà có 8 triệu mấy thôi, em bán chỉ có 8 triệu rưỡi thì anh chị nghĩ đi. Nó vậy quá rẻ rồi, máy móc em ru bình đầy đủ, xe ta lên cho mình một tháng đĩa luôn. Anh chị ở dưới quê dưới tỉnh, anh chị mua mấy chiếc xe này về anh chị chạy, độ bền của dòng này thì nó rất là bền. Còn ở dưới quê với tỉnh mình thì nó thật sự bên chị của chú mình xài khi nào mình xài chán nha, mình không sử dụng nữa, hay là mình có nhu cầu trao đổi xe thì cứ ghé là cửa hàng của em, hoặc là anh chị cứ điện thoại trực tiếp về Zalo cho em nha. À, số điện thoại ở trên màn hình đó là số điện thoại của em, anh chị cứ liên hệ trực tiếp về đó là gặp em Duy Nguyễn, muốn trao đổi hay là muốn gì cũng được hết, không lỗ lãi bao nhiêu so với thời gian nha. Tiếp theo là Way S110, anh chị muốn mua, ví dụ anh chị muốn mua xe tay ga hay là sushi bo thì anh chị chờ em một chút nha, xíu nữa em sẽ quay tới cái đoạn kia cho anh chị coi. Tại vì là em quay để cho anh chị mình lựa mà, cho nên nó nhiều xe để anh chị lựa nha. Way S110 anh chị, hình như là Way S110 bên cửa hàng của em tất cả các mẫu đều là máy zin hết nha, máy zin toàn bộ luôn. Con này là mới lột keo nè, nguyên zin nha anh chị, nguyên zin mà còn mới lắm nha anh chị của chúng mình. Em nói nguyên zin có nghĩa là ở đây nó không có lai một cái gì, mà anh chị nhìn vô dàn chân dàn đồ bạc rất đẹp, lóc liếc rất đẹp. Con này biển ở Tây Ninh. Tây Ninh. Con này bán nhiêu đây trời. Thôi em chốt cho anh chị mình luôn nha. Tại cửa hàng ngày hôm nay 10 triệu đồng nha. Xe rất cọp nha anh chị, 10 triệu đồng. Ốc bô chưa mở, bách bô chưa mở nha anh chị. Xe liền từ trong ra ngoài nha. Đó, đời 2012, mẫu 110 đời giữa, rất cao đời nha anh chị. 2012 máy bảo hành 1 năm nha, bao zin toàn bộ. Chị nghĩ cái chiếc Way S110 nè, nó đứng bên cửa hàng của em á, ví dụ như anh chị muốn mua tầm 9 triệu, hoặc là vừa rồi anh chị thấy em bán một chiếc 8 triệu đó. À, nó cũng có xe, máy nó cũng ngon, nhưng cái chất lượng thì ở đây em muốn nói cô chú mình là cái vụ tiền nào của nấy. Ví dụ mình mua chiếc xe mình thêm 1-2 triệu nữa thì chiếc xe nó cứng hơn rất là nhiều. Đó, còn cái lĩnh vực em bán thì nó phải nhiều giá để cho anh chị lừa. Có nhiều anh chị là ưng chiếc xe cùi cùi để đi làm thì nó khác, còn nhiều anh chị ưng chiếc xe đẹp đẹp hơn chút thì nó khác.
Thì ở đây em xin phép anh chị là em cũng tư vấn hết mình để cho khách hàng mình hiểu, chứ không phải là kêu ở Diệu Nguyễn ở sau cửa hàng người ta bán có 8 triệu em bán tới 10 triệu thì cửa đó cũng có một cái sai sai gì đó ha. Rồi tiếp tục là siêu nhân. Em bán cái dòng này thì như em đã nói lời ban đầu hồi nãy anh chị là tất cả là nguyên zin, bánh mâm, vỏ lốp là mới can biển Sài Gòn. Tính em bán xe là em cũng hay lắm anh chị, em bán cái nào một thì có cũ cũ lắm luôn cho rẻ, cho rẻ bèo luôn đi, còn không thì nó phải đẹp, em thích như vậy đó. Xe đẹp thì dễ bán anh chị, con siêu nhân này thì quá mướt quá mới anh chị, liên lạc từ trong ra ngoài, trầy xước nho nhỏ theo năm tháng thì tất nhiên xe cũ chứ nào cũng có hết. Còn nói về chất lượng là anh chị khỏi phải lo. Rồi chốt cho bà con mình 10 triệu luôn, anh chị đừng nói mắc hay rẻ nha. Còn anh chị muốn lấy 7-8 triệu thì em bán 7-8 triệu cũng có xe, nhưng mà nó không có đẹp được vậy anh chị nha, nó sẽ cũ hơn một chút nha. Còn những cái dòng này là em bao zin toàn bộ cho khách mình. Cứ ở đây bán xe bảo hành 1 năm chứ không phải 1 ngày hay 1 tháng, anh chị yên tâm về máy móc, anh chị cứ sử dụng thoải mái, anh chị chạy cỡ nào cũng được hết đó, anh chị cứ lo chạy là có em lo cho máy móc, em bảo hành cho, khỏi phải lo nha. Tiếp theo là quay S110 nữa nè anh chị, cái con này nhìn nó là đời cũ nha, nó đời 2010 nhưng mà giá nó nhội đó anh chị à, chứ không phải rẻ đâu. Con này thắng đĩa nguyên zin luôn nha, máy móc đầu nồi chưa gớt anh chị, nó lại nhậu hơn mấy chiếc xe kia, nó thật sự anh chị là bởi vì mua xe không phải là đời cao là giá xe cao đâu. Con biển số cũng đẹp anh chị, 2868 à, Mãi Phát Lộc Phát anh chị ơi, cô chú mình ơi, chốt cho anh chị mình 10 triệu rưỡi nha. Anh chị đừng nói mắc hay rẻ, anh chị lấy siêu nhân bánh mâm nè 10 triệu. Con này đời cao hơn lại là 10 triệu nhưng con nó đời cũ hơn lại là 10 triệu rưỡi. Thì nó mỗi giá mỗi khác, mua bán thì nói chung là mua làm bán không làm anh chị cứ yên tâm. Tại vì cái giá xe, những cái giá xe bên này là em bán hàng, em bán nó rất là thật anh chị. Đó, như anh chị mua xe chị, anh chị thấy cái vỏ không, nó mới ken anh chị khỏi phải thay, cũng khỏe, cũng đỡ tốn vài trăm nghìn. GSXFI biển Hà Nội anh chị, đời 2015. Con này là bữa trước em nó lẽ là em bán rồi, nó thật sự anh chị là em chốt 10 triệu đi lên trên Đắk Lắk, anh đó là nửa gốc Hà Nội, anh đi công tác trong Đắk Lắk là anh chốt xe này 10 triệu. Nhưng mà anh khó tính quá, em cũng mệt quá anh chị. Để mua bán xe cũ nó thì bên chị đây nè, chỗ này nó có bị một xíu thôi. Thì em đã nói là xe cũ thì không thể nào hoàn thiện 100%, có nghĩa là xe nó rinh nguyên thủy nhưng nó bị một chút đó thì anh cũng thông cảm giùm em mà anh không chịu. Rồi em cũng bực mình quá, em cũng không bán luôn, nó thật sự với anh chị luôn. Nay anh chị nào mua thì em bán. Cái còn mua xe, mua đã mình đã chọn mua xe cũ thì tất nhiên rồi, mua xe mới đến 20 mấy triệu, xe cũ giờ nó có 10 triệu thì làm sao mà nó hoàn thiện như chiếc xe mới được, anh chị nghĩ em nói đúng hay không? Tiền nào thì của nấy, ví dụ anh chị mua cái hàng này mà cỡ 15 16 triệu lên thì nó đẹp, đúng không? Còn này em bán 10 triệu cũng đẹp rồi, dài là cũng ok rồi, còn một lỗi nhỏ nhỏ thì không quan trọng. Máy móc bảo hành 1 năm, chốt đơn 10 triệu đồng. Con Rim Thái này thì em cũng nói luôn anh chị, một chiếc Rim Thái dọn nha, máy chạy rất nhẹ nhàng, chạy rất là ngon. À, bữa trước là nó thật sự là cái hộp số của nó là vô số nó rất là khó vô. Ê, trước em bán là em bán 11 triệu, nói sao có dài, em bán 11 triệu chứ không có nhiều. Rim Thái thì anh chị nghĩ đây, bây giờ dọn mới chát bán có 11 triệu. Nhưng hôm nay em làm cái hộp số là hết 1 triệu rồi, thì bữa nay em bán 12 triệu. Nói thì nói sao có dài chứ không có nó bậy nó bạ được. Con này biển số là anh chị nhìn là biết rồi đó. Em bán 12 triệu, anh chị nào lấy được thì em cảm ơn. Còn cái chuyện bây giờ anh chị mua về anh chị khỏi phải sửa. Đó, ở đây có thể là bọn em làm tới 1 triệu chứ giờ đem ra tìm sửa xe người ta làm, người ta thấy tiền công nữa thì nó phải hơn 1 triệu đó nữa. Đó, em mới thay hộp số là anh chị mua về chạy mới chát luôn nha. Rồi, 12 tỷ. À, 60 Đồng Nai, con này là quay Thái anh chị, liền lắm liền luôn. Đồ rinh còn rất là nhiều, từ đầu nòng, bình xăng, gác, giò. Đó, anh chị thấy không, rinh hết chứ không có nào đâu có nào lai đâu, có phục sao đi phục quay y. À, phục nai. Thì nói chung với anh chị cô chú mình quay Thái bằng giá Alpha nè, 14 triệu 500 ngàn thì bằng giá quay Alpha thôi anh chị. Đó. Nếu như anh chị cô chú mình ở đường xa tới cửa hàng Diệu Nguyễn thì em sẽ bớt thêm tiền sân cồ để cho anh chị về. Thì nói sao vậy chứ, cái tính em là em bán hàng là em bớt, nhưng mà cái đó bị tình nghĩa nhau thôi. Ví dụ anh chị quý mến em, lời thương em, anh chị muốn lên cửa hàng ủng hộ em một chiếc xe thì tất nhiên trong đó thì em cũng có một ưu ái gì cho anh chị cô chú mình. Chứ còn mua bán thì nói thật lòng với anh chị là ai cũng muốn bán được cái giá nó phải chăng, thì em cũng muốn bán cao đâu. Riêng em bán hàng là em cũng thích bán cái giá vừa phải thôi, để cho anh chị mua bán sau này anh chị có đi, anh chị chán anh chị bán là em còn mua được. Đó. Rồi, tiếp theo là quay Thái chăm luôn. Con này thì đồ riêng nó còn nhiều hơn anh chị, phuộc về bô bọng đồ còn hết nè. Dàn áo riêng theo xe từ ngày xưa đến bây giờ nha. Con này em chốt 15 triệu 500 ngàn. Đó, thì nói sao có vậy, tiền nào của nấy. Còn nói về cái độ dòng quay Thái thì anh chị của chú cũng biết rồi, từ mười mấy triệu đến vài chục triệu đồng nó vẫn có một chiếc em quay Thái. Đó, thì mình thì ở đây mình chơi tầm trung đi cho nó dễ xài anh chị ha.
quay 2010 anh chị. Cái dòng 2010 thì anh chị biết rồi, máy móc nó dữ lắm, chạy sướng lắm, nổ lên cái là bỏ số là lụm thôi chứ không có suy nghĩ gì nữa hết. 2010 xe còn rất mới nha, nguyên zin không lai đồ, đầu nồi thì có làm, máy móc đầu nồi có làm, máy giữa không có làm nha, máy giữa zin, còn toàn bộ câm niền tất cả đồ riêng teo sang nguyên tập nha. Chốt 105, chứ còn rẻ hơn nữa là em không bán, tại vì em nói thiệt xe của em còn rất là đẹp, chứ không phải là một chiếc xe mà nhìn nó ương ương giữa là không có. Em nói thiệt cái gì anh chị nha, em bật cái đèn cho anh chị coi đó. Xe mình là xe nguyên thủy và mộc mạc như thế này, chứ không phải là xe sơn dặm tùm lum tùm la thì giá nó khác. Quay RS này thì em cũng báo rất là nhiều lần với khách hàng của mình, anh chị nào mà yêu mến quay RS thì anh chị chốt con này cũng được, em thấy rất hợp lý. Thứ nhất là biển số đẹp, thứ hai là dàn chân nó cũng còn rất là đẹp. Tại vì cái xe này em mua là em mến cái dàn chân, cái dàn áo sau thì cũng còn được, nhưng mà dàn áo trước nó hơi bị bạc màu chút xíu, còn dàn chân là không có lai gì hết anh chị ạ. Nó từ cái câm niền Gucci này, dàn chân dàn đồ bạc tem được nguyên zin hết, không có lai cái gì hết. Thắng đĩa nha, quay RS thì nó có đĩa cho mình nè. Và chiếc xe này thì anh em đã nói cái dàn trước này nó hơi xuống màu theo năm tháng, tại vì cũng là 20 năm rồi. Thì đó, ở đây mua bán thì nói sao có dạy nha cô chú anh chị. Dàn áo rất xử lý, anh chị xử lý cái này như anh chị không cần làm. Anh chị muốn đẹp thì anh chị thêm tiền, em sẽ bỏ qua bên thợ sơn nó dặm sỉ cho mình luôn. À, vài trăm ngàn là mới chắc đi. Full Chanel, nguyên zin. À, like cái niềng sau nha anh chị. Đồ là zin theo xe toàn tập, máy móc thì có làm lại rồi, bởi vì theo năm tháng có làm, nhưng mà được cái xe này ngay chủ ngay tên. Anh chị muốn ký giấy ủy quyền hay ký mua bán là đều được. Thứ nhất và thứ hai nữa là em bảo hành 1 năm về máy móc. Riêng dòng nail em không có sự hư, anh chị cứ xài thoải mái. Em bao cho anh chị xài. Đó. Like cái niềng sau nha, nói sao có dài. Con này em chốt 18 năm. Thì anh chị ơi, cái này nó hơi chặt mấy cái đồ đạc chút xíu nha, anh chị coi lóc liếc. Còn rất là đẹp, xe liền lạc, thắng đĩa nha anh chị chứ không phải đầm nha. 18 triệu rưỡi nha anh chị. Xong. Tại vì nói thật sự là em là mua bán theo đam mê của em. Thứ nhất là như thế nào thì em cũng tâm sự khách hàng mình là em bán xe thì không phải là chiếc xe của mình để mình quảng cáo, nhưng anh chị cứ suy nghĩ như chiếc Sigut này em nói, anh chị nghĩ đúng không em? Sigut này là 2010 nè anh chị, mà từ cái đời 2010 đến 2012 dịch về 2006 thì anh chị có công nhận là cái máy nó rất là chất lượng đúng không? Nhưng nó qua cái đời năm 2017 trở lên, mà cái đời nó ra bô lớn á, mà cái đời sau này anh chị chạy đi, anh chị cảm nhận nó có ngon bằng cái đời đầu hay không? Nó không bằng cái đời này, nó thật sự luôn. Chỉ có những cái dòng mà đời 2012 RC bản đó trở lại tem mắt khí này, trở lại đến tem quay tha, tem Sirius Thái ngày xưa á, thì cái dòng này nó đầm, nó kiểu là anh chị lên thì chảy sát xe rất là đầm đúng không? Nhưng mà anh chị sai của cái dòng đời sau này, anh chị nghe xe nhẹ nhẹ phỏng phỏng sao á. Như con này em bán nguyên zin nha, 2010 nguyên zin từ trong ra ngoài, không có lai món đồ, em bán 10 triệu đồng, máy móc zin, nổ lên cái là em ru. Thì theo em nghĩ và em dám nói bên chị của chú mình là 100% chứ không bao giờ sai. Tại vì mình là người mua bán thì tất nhiên bọn em cũng rất là rành về những cái dòng xe này. Và anh chị là người sai thì anh chị cũng cảm nhận em nói có đúng hay không, anh chị biết liền ha. Chứ tại sao thì mấy cái dòng này bữa trước anh chị thấy em bán 27, 28 em bán có 105 ha. Vì em không mến những dòng đó, và thực chất là những dòng đó nó cũng không ngon bằng dòng này. Đi nó cũng rất là ngon nhưng nó không qua những cái dòng này đó. Phu chờ này thì hồi nãy em đã quay rồi nha anh chị của chú mình. RSX Sunker, con này Sunker Sunker, nói chung là anh chị ơi, xe đều không đẹp lắm nhưng mà đều và rinh đồ hết. Chỗ này nó có sức miếng nhẹ nhẹ, nhưng mà xe cũ thì em nghĩ nó không quan trọng những cái điểm đó. Anh chị cần một chiếc xe mạnh mẽ đi làm 110, anh chị lấy chiếc này đi ha. Con này em bán cho anh chị 9,5 triệu thôi nha, 9,5 triệu bán luôn. Nói chung là con rưỡi ít đời mới mà bây giờ bán 9,5 triệu thì rẻ không anh chị? Rẻ chứ bộ đâu có mắc đâu đúng không? 9,500,000 chốt đơn. Em cảm ơn. 61, con này là một chiếc 78 nha anh chị, cũng có giọng sơ sơ nhưng mà đồ ring cũng còn khá khá. Ba ga rồi phuộc cũng còn, nói chung là liên lạc xe đều xe, mua về là chạy. Dung tích xy lanh 50 anh chị nha. Con này em chốt đơn là 8 tỷ. Rồi, 8 tỷ là 8 triệu nha anh chị, chứ không phải là 8 tỷ đâu. Rồi, 8 tỏi anh chị của chú nha. Tiếp theo cũng là một con 78 đây anh chị ơi. Thì em đã nói với anh chị nó rất là nhiều cái lĩnh vực để mình so sánh, nên anh chị thấy một con 78 này nó cũng hoàn thiện, chạy rất ok nhưng chỉ có 8 triệu đồng. Kế bên đây là một con cấp 78 luôn, nhưng người ta dọn rất kinh khủng anh chị, dọn hết mười mấy triệu chứ em đâu nói dốc. Anh chị nhìn vô xe, sơn tĩnh điện nè, bình xăng MD, nắp cốp nè, phục sau trợ lực hơi à, dọn nguyên con, từng cái vỏ vẫn thay mới cho anh chị cô chú mình. Biển Bình Dương ngay chủ em bán 17 triệu. Tiền nào của nấy thôi, trên nhau gần đâu sắt xe thì anh chị cứ nghĩ đi, chứ không phải là anh chị đúng đó, muốn lấy xe chưa dọn nó cũng con liên liên đó. 8 tỷ, còn con này là 17 tỷ anh chị nha. DD này bữa nay bán 10,5 triệu anh chị. DD liền lạc sạch sẽ máy em. Cái DD thì anh chị biết rồi,
phân khối là 70 anh chị xem, anh chị xài mấy nhiêu anh chị muốn bẩn thì em hỗ trợ bẩn luôn cho nha. Vì bẩn nó không có bao nhiêu tiền hết trơn á. Nhưng mà em mua bán thì em không có làm sẵn được. Anh chị ví dụ anh chị ơi, Diệu ơi giúp anh gắn cái bẩn hay như thế nào đó thì em sẽ nói mới lớn nhà nó gắn lên cho anh chị mình. Kiến này tặng một cặp nha. Nhớt thay nhớt mới luôn, chốt đơn 105 nha. Đó mấy chiếc xe này thì nó thật sự anh chị mua bán thì nhưng mà lúc không có lại có người hỏi. Mà lúc có thì nó lại nằm, nó bởi rất là chán. Future mập thì nó thật sự với anh chị con này thì giá rất là bèo luôn anh thiệt. Em nói thiệt em mua bằng chiếc quay thôi. Có 12.500.000 đồng Future mập sân cơ. Vành đúc anh chị, vành zin theo xe. Chất lượng về máy móc thì rất là êm, còn máy móc dù lâu thì đầu nồi người ta làm, đó là chuyện bình thường. Biển số Sài Thành, em chốt 12.500.000 đó. Nói chung là mua bán có sao nó dài nha, xe bánh mâm liền đều xe. Xe này là dàn áo ring không sơn, không dặm một điểm nào, kể cả cái dàn chân cũng như thế luôn anh chị nha. Tiếp theo là Phu 1 nữa nè anh chị, biển Sài Gòn ngay chủ ký giấy nha anh chị. Đồ ring theo xe toàn tập, đầu nồi rớt máy chưa trẻ. Con này ngay chủ ký giấy anh chị ơi, giá rất đều nhiều nha, 13.500.000 Phu chờ 1 màu ghi anh chị nha. Đó, xe nói chung là xe này nguyên ring chưa dọn anh chị, còn đầu nồi thì lâu ngày người ta làm, máy giữa zin, xe đồ không dai gì hết, anh chị chốt đơn thì em cảm ơn nha. Bán xe thì nó thật lòng anh chị, quan trọng về cái máy móc ở chiếc xe này em nói thiệt anh chị cứ xài thoải mái. Anh chị mua xe cũ nhưng mà anh chị đừng có lo về cái máy móc, nó thiệt ở đâu em không cần biết nhưng em bán hàng là về máy móc là em rất là kỹ. Tại vì thứ nhất là đa số bây giờ mình bán ship tỉnh nhiều. Nhưng mà anh chị về dưới tỉnh anh chị chạy vài tháng nó lại hư cái máy thì anh chị nghĩ đi. Cái uy tín mình nó nằm ở đâu, đúng không? Cái chất lượng nằm ở đâu? Thì tất nhiên là ở đây mới bảo hành cho anh chị tới 1 năm, anh chị cứ yên tâm. Còn sử dụng xe thì xe nào cũng vậy hết, anh chị chăm nhớt đầy đủ thì anh chị hoạt động rất là ngon, nhưng mà thiếu nhớt thì xe sẽ kêu anh chị nhá. Nhớ giùm em, tại vì cũng có nhiều anh chị đi thời gian cái rồi quên chăm nhớt, đến nhiều lúc kêu rồi thì mình đâu có tu bổ là được. Lúc có kêu rồi thì mình buộc phải rớt máy ra thôi chứ mình đâu có chăm nhớt vô là nó em là được, đúng không anh chị? Tiếp tục là RSX 110 xe liên lạc, máy em gu và gù luôn. Con này em chốt là 11 năm. Bữa trước em bán 12 triệu thì nói sao có dạy. Thôi bữa nay thứ bảy cuối tuần em bán 11 triệu rưỡi nè. Anh chị cô chú nào chốt thì lanh tay liên hệ nha. FI xăng điện tử nguyên zin, máy móc zin. Xe này có bộ đầm nó hơi nổ, tại vì cái đầm của dòng này thì anh chị biết rồi đó. Nước sơn của dòng Honda mình, dòng Honda này, em nói luôn cả cái dòng Honda mình là cái nước sơn phuộc, sơn đầm nó rất là mỏng nước sơn cho nên là nó hay bị nổ lắm chị. Anh chị có xài ít hay xài nhiều gì nó không phải nổ à, không? Con đó báo giá cho 11 năm rồi đúng không? Tiếp theo là con này 110. Con này nguyên zin anh chị, kiến vẫn còn theo xe. Xe thì nói chung ở đây bán xe cũ nhưng mà chất lượng còn rất là đẹp anh chị nha. Nguyên zin từ trong ra ngoài em chốt 105. Đây, con này chốt 105. Nhanh gọn lẹ cho bà con cô chú anh chị mình đi làm nha. 10.500.000 máy móc bảo hành 1 năm. Xe có like món đồ nào em tặng chiếc xe làm kỷ niệm. Em nói bán hàng là nói thật sự là như vậy luôn, không có nói bậy đâu anh chị yên tâm. Đó, nói chung mua bán thì rất là nhiều người bán chứ không phải là một mình em. Nhưng cái tính của em á, là em nói thật, tính em nói thẳng chứ không có gì phải giấu giếm. Em mua bán là thật lòng. Tại sao những anh chị từ dưới miền Tây, miền Trung, anh chị tới cửa hàng của em lúc 3 giờ sáng, 2 giờ sáng em vẫn mở cửa tiếp đón anh chị. Nếu như là người khác á, thì người ta không có tiếp mình cái giờ đó đâu, vì cái giờ đó không phải là giờ làm việc anh chị. Nhưng anh chị, anh nghĩ đi, em nói đúng cho xin phép em nói nhiều xíu. Tại vì là anh chị ở dưới tỉnh lên, anh chị đi cái xe đò lên, anh chị ngồi ngoài đường, anh chị chờ em thì em ngủ cũng không được anh chị. Em có ngủ em ngủ cũng không được, cho nên là cái tính em như vậy. Em nói thật với sự là anh chị như vậy. Không biết là anh chị mua xe em có được hay là không được, nhưng mà thứ nhất là mình đấu người ta vô để người ta mua xe gì, để người ta lừa cho nó dễ. Chẳng thà như ban ngày nó dễ, ban đêm là rất là tội, người ta đứng ở đó mưa gió nắng nâu, không phải là nó lạnh lẽo người ta không tội, nó thật sự vậy. Rồi Future 2 thì cô chú anh chị mình ơi, con này á, thì anh chị ơi mua về là khỏi phải làm nè, còn muốn dọn thêm thì tùy lòng khách hàng. Con này đi bánh mâm zin của Honda đó. Máy móc thì êm, máy móc có làm rồi nghe anh chị, mà êm lắm chứ dòng này cái máy nó êm kinh khủng. Nó Future 2 thì nó bền cựu luôn. Con này biển ở thành phố nè, em chốt 16 năm. Nhưng anh chị cô chú nào mà ví dụ tới cửa hàng chia sẻ được thì em chia sẻ cho 16 triệu. Thì mua bán thì em tính em có sao nó dài, máy móc em du nổ lên cái lụm chạy lập phỏng. Tiếp tục là Phu 2 nữa nè anh chị. Xe này màu xanh, người ta sơn lại màu vàng anh chị. Thắng đĩa xe liền lạc, máy em ru. Xe này mua chiếc xe vàng tặng thêm cây bô. Cây bô biết bỏ đâu trong góc nhà kìa. Cây bô này thì nó có một hai ba lỗ thì người ta cũng đã hàng giá lại rồi, nhưng em thấy nó cũng không đẹp mắt lắm. Cho nên anh chị mua thì em sẽ khuyến mãi cho anh chị thêm một cây bô của zin của dòng này nữa. Tại vì là em cũng đã sưu tầm bô, cái bô này để em về bán cho anh chị, mình đưa luôn cái bô zin cho anh chị nữa, để anh chị thích thì anh chị gắn vô nha.
cái bô nó không mua triệu mấy bạc chứ không có rẻ đâu anh chị. Con này biển Lâm Đồng nha, em chốt 13 triệu thôi. Bữa trước bán 13 năm, bữa nay chốt 13 triệu cho anh chị mình nhanh, không bớt được thêm 1.000 nữa hết nha khách hàng mình. Đó, anh chị cô chú này thương em, ủng hộ em, chia sẻ với em thì em cảm ơn rất là nhiều. Dream Thái này thì con này là máy móc ngon lắm nè anh chị. Đồ rin nó không còn nhiều, đầu nòng mình xăng còn rin hết. Chứ nhiều anh chị hỏi em là con Dream Thái mười mấy triệu, con này em bán 13 triệu 500 ngàn. Bữa nay bán 13 triệu thì nói thật với anh chị vậy. Anh chị hỏi em rin hết không em thì nói thưa anh chị, cái con Dream Thái mà bây giờ nếu như đồ rin nó mà nhiều cái bẩn rin thôi, nhiều cái bẩn đệm tới mười mấy triệu rồi anh chị ạ. Chứ không phải cái đồ Dream Thái thì nó rất là cao. Nhưng ở đây em bán đa số đồ rin nó còn nhiều, còn một số đồ như nó lai sơ sơ như là cái niền lâu ngày nó lai thì bình thường, hay là cái bô là bình thường, còn đầu nòng bình xăng nó còn là mình chạy nó mới ngon được. Con này em chốt 13 triệu nha. Đó, cô chú anh chị mình cứ sử dụng thoải mái. Khi nào không xài chia sẻ lại với em Dương Nguyễn, bên cửa hàng em còn rất là nhiều dòng xe để cho anh chị mình lựa chọn dễ dàng thoải mái nha. Và tiếp theo nữa là con 52, con rim lùng, con này em chốt 8 triệu anh chị ơi, rẻ lắm. Anh chị cứ nghĩ đi, con rim lùng Nhật của mình mà 8 triệu bạc thì anh chị thấy có rẻ hay không rẻ? Anh chị mua về đi làm hay là anh chị mua về đi chở hàng ở dưới quê mình như đi ruộng đi đồng nữa, anh chị đi mấy con rim lùng này nó cừu lắm anh chị nha. Nó chịu, rất chịu để anh chị xài. Đó, cho nên là em nói thật về mua bán thì có sao nói vậy. Em xe qua em xe hãng á, em quan trọng nhất là cái máy sao nó tốt thì là tốt để cho anh chị xài. Đó. Còn có vài triệu thì nó không được đẹp lắm nha anh chị cô chú mình nha. Viva biển số 7100. Viva liên lạc thắng đĩa anh chị, em chốt đơn cho anh chị mình 6.500.000 cành nè. Trời ơi nó rẻ. Lâu lâu xả cái nổ lỗ tai luôn, 6.500.000 mà Viva em nó thì còn gì nữa đâu, không rẻ đúng không anh chị? Xe Viva thắng đĩa luôn. Chỉ có 6.500.000 một chiếc xe Viva. Anh chị nào mà chốt đơn thì nhanh tay nha. Bình đề đầy đủ, máy móc em ru, liên lạc sạch sẽ, mua về là chạy. Tiếp theo là con gì đây? Con rửa chiếc cá lau kiến nè anh chị. Con này em bán 10.5, bữa nay bán 10 triệu thôi. Con này là nguyên zin, bánh mâm zin, dàn áo zin, liên lạc sạch sẽ, máy êm, đầu có rớt, nó thẳng là như vậy luôn, cho nó nhanh. Tại vì nhiều anh chị ơi, chiếc xe này mà nếu như chưa rớt đầu thì nó nằm hàng cỡ tầm 11 triệu lú chút. Nhưng mà thôi, con này rớt đầu rồi, máy vẫn ngon, bảo hành cho năm, bán 10 triệu anh chị nha. Còn chất lượng ở đây bán bảo hành tới 1 năm chứ không phải 1 ngày, anh chị cứ sử dụng bên em là ok, không phải lo về máy móc nha. Quay S110, con này liền lạc máy em râu, xe này mua qua ai đâu, để coi biển số mới nhớ được chứ giờ không nhớ nữa. Rồi, con này có giá rồi, 10 triệu đồng. 10 triệu đồng. Anh chị cô chú mình ơi, cái những cái dòng quay S110 em đã nói là tất cả những xe này em bán đều là xe ring. Thứ nhất và thứ hai là máy ring, thứ ba là bảo hành tới 1 năm để cho anh chị sử dụng. Biển số 76 Quảng Ngãi rồi, 76 Quảng Ngãi có thể là bớt thêm một chút xíu siêu nữa thôi. Anh chị chia sẻ thì em sẽ chia sẻ hết mình nha. 10 triệu không bớt chút nữa. Honda Lee 2015 24 25 hay gì đó em cũng quên. Ngay chủ ngay tên, biển Bến Tre anh chị, Lee máy zin, xe zin nha anh chị. Zin từng con ốc nha. Đó, zin hết từ trong ra ngoài cho anh chị cô chú mình một chiếc Honda Leader. Em chốt cho anh chị mình con này là em để cho anh chị 16 năm thôi. Đó, một chiếc Leader nha. Mới lột keo luôn. 16.500.000 em nói bây giờ rẻ hơn con Quay Alpha anh chị nghĩ đúng không? Lấy con lít chạy nè, đời cao, xe đẹp, chất lượng, bảo hành năm. Xe em bán ra, nếu như có sơn dầm là chỗ nào tặng nguyên xe làm kỷ niệm, bán hàng không bao giờ nói tầm bậy. Rồi, bây giờ anh chị tiếp tục mình đi theo chân em để mình tham khảo chiếc xe bên cửa hàng kia nữa nha, còn rất là nhiều. Tại vì em hai bên, anh chị có lựa. Hồi nãy giờ không biết anh chị lựa được chiếc nào chưa nha. Nhưng nếu như anh chị chịu khó coi xe số là anh chị sẽ coi từ từ, anh chị sẽ lựa được xe bên em liền. Bên này thì em có một cặp xe mà em hay đi ăn khuya với lại ăn sáng cà phê rồi thì em chạy cái cặp xe này, nó thật sự với anh chị mình như vậy. Đó, nón bảo hiểm là em còn treo lên xe luôn, nói thật phải nói dốc đâu anh chị. Thứ nhất là con Quay A anh chị nè, anh chị nhìn vô Quay A này anh chị thấy nó đơn giản lắm, nó không có gì cầu kè hết. Thứ nhất là máy nó ring, thứ hai là ngay chủ, anh chị nhìn rất là đơn giản. Nhưng mà tiền dọn của chiếc xe này mười mấy triệu anh chị. Chói zin bách 2 tầng anh chị, chói này là 1.2 triệu nè. Chói đèn này nè, 1.2 triệu. Rồi 4 cái đèn bách thái nha. Rồi lên cho mình một bộ đĩa trước zin. Đó, bộ đĩa trước zin. Rồi một cặp niền nhôm. Nhôm này nhôm gì đây? Yoko. Một cặp niền Yoko nha anh chị. Đó, chưa nói hết nha. Bộ đĩa bên đời nổi cái đầu không là mất mấy triệu rồi. Rồi phun cho mình ốc la da anh chị, sa la da toàn lọc cho anh chị luôn. Rồi gắt chân là xi mại đốc hết nè. Rồi phục nai zin nha anh chị, chứ không phải là nó lôm nó nha. Nai này 2 triệu mấy cặp nè.
Rồi xi cho mình inox toàn tập, vò đạp cũng xi luôn. Đó, đồ chơi là bọc keo nguyên con, yên là yên nệm kim nang. Anh chị ơi, chiếc xe này thì em bán là 17 triệu đồng, xe em cũng đang đi xài vòng vòng chạy vòng anh chị. Có nấu không ta? 17 triệu quay A. Chứ anh chị nghĩ đây con quay A mà ví dụ như anh chị muốn lát hàng zin bên em 13 14 triệu cũng rất là nhiều. Quay A mẫu trăm này nè, rất đẹp luôn nha. Còn nhiều lắm, trong nhà cũng còn. Và đây là một chiếc Subaru. Đó, anh chị coi Subaru này, người ta dọn là tới công chuyện chứ không phải là dọn bình thường đâu. Em nói là xe là nó thật sự anh chị nè, anh chị nhìn vô từng cái ốc nè, chấm vàng nè. Đó, vỏ nè. Vỏ Subaru luôn nha. Máy xe này trời ơi, cái máy thì thầm anh chị thấy cái máy nè, chị nhìn vô cục máy chị coi có miếng nhớ cái nhà nào không? Máy sạch trơn. Khô ráo, để mấy ngày để ra rớt cái dép rồi nổ. Nghe anh chị. Nói thật sự là em thì em chơi mấy dòng này thì em phải chơi cái dòng nào chắc máy xíu, số 9 nút nha anh chị. À, chắc xíu như chắc như thế nào thì cái xe này thì nó thật sự với anh chị là xe bo ráp thôi. À, nhưng mà về cái chất lượng ráp tùy theo mỗi người ráp anh chị. Anh này là anh dọn tâm huyết, tại vì anh nói thật sự anh đá gà đây nè, anh thu anh cầm đồ cái rồi em mới lấy về đây. Đó, anh chị nghe cái máy nha, em nói thiệt luôn nha, không cần lên ga nha, rớt dép nổ nè. Đó, rớt dép nổ. Em nói thật lòng với cô chú anh chị mình luôn á, đèn nè sáng trưng luôn nha, tắt cái đèn. Rồi xe là em dám bao cho anh chị mình, chỉ cần anh chị cứ để tuần lễ cũng được, ra rớt dép cái nổ, cái một không có cái thứ hai nha. Đó, khi em bán hàng là em dám bao vậy luôn, xe em xài là em bao cho anh chị luôn. Anh chị nếu như anh chị đam mê thì cái dòng này anh chị ở dưới tỉnh á, ở dưới tỉnh á mình xài cái dòng này nè thì mình xài được. Ở trên thành phố mình thì đi ra nhiều khi công an nó làm khó làm dễ, nó bắt mình chứ còn nói ở dưới tỉnh mình là mình xài ok, nó thật sự như vậy. À, bo ráp. À, mày con này giấy rất là đẹp nha, con này là giấy RCV nha anh chị, giấy RCV 120 đúng màu đỏ nha, giấy nó đúng đàng hoàng nha chứ không phải là giấy tầm bậy đâu. Nhưng anh chị biết rồi, hàng ráp thì nó rẻ cho nên là mình không có bao công an được. Anh chị mua về chơi, anh chị chung đam mê thì anh chị chia sẻ với em con này, số sườn rất đẹp nha, sườn rất là đẹp luôn anh chị thấy không. Đó, con này thì em bán là 25 triệu nhưng em bớt cho 1 triệu. Nói thật vậy, nếu như anh chị là đam mê Subaru em bớt thẳng cho anh chị 1 triệu luôn, là còn 24 triệu. Và anh chị chốt đơn thì anh chị điện liền, tại vì nó thật sự xe không phải là lúc nào cũng có anh chị, không phải là lúc nào cũng có. Ví dụ một chiếc bo ráp bây giờ tầm cửa 20 triệu nhưng mà nó tệ, rất là tệ, anh chị về anh chị sửa rất là sửa khổ lắm, rất là tệ, tại vì người ta dọn không có tới, anh chị hiểu không. Còn ví dụ như mà mình chơi một chiếc xe mà của những người anh em mà người ta cũng hay ăn chơi á, mà người ta đã lên cho mình đủ đồ rồi, như con này lên 6 số luôn nè, đồng hồ 3 kim nha anh chị, lên cho mình đủ đồ chơi. Thứ nhất là dọn, là dọn tâm huyết chứ không phải là dọn từ lưa. Đó, dọn mình tâm huyết. Nhưng mà ảnh thiệt sự là anh nó là anh cũng chơi đá gà rồi nọ, anh cầm rất là lâu rồi, cầm phải năm nay là 2 năm rồi đó. Anh cầm 2 năm rồi. À, em lên em cầm đồ em lấy về, em ra em dậm mười mấy phát là xe nổ liền luôn, nó không phải nó dốc luôn. Em lên là lúc đó cái bình nó hư luôn rồi. Đó. Đem cái bình ra đi sạc lại xong là bình xì bo nó có bình nó mới nổ. Vô dậm mười mấy phát là nổ liền luôn. Thì em biết được cái xe, cái máy nó còn rất là tốt. Chia sẻ mà về em đã chạy thử, cảm nhận xe và em đã để một trong nhà 1-2 ngày để em cảm nhận chiếc xe nó có chuẩn hay không. Đó, về cái độ chuẩn đó là ra anh chị dậm cái nổ liền. Bán hàng là chị Nguyễn bao cho anh chị mình luôn. Chất lượng là khỏi phải lo nha, rất là dễ chơi, giá 24 triệu. Anh chị em đam mê thì về với quê em chạy nó cũng oai à, cũng khói à, khói nổ phanh phanh chạy cũng sướng nữa. Nhiều khi em muốn bỏ về quê em chiếc em chạy nhưng mà em thiệt sự là em không có về ngoài đó nhiều, thời gian em ở trong này em kinh doanh không mà em không có đi được, cho nên lại không biến đổi về chứ không em gửi về chiếc em chạy. Rồi tiếp theo là AB. Anh chị ơi, AB anh chị thấy AB này đẹp cỡ này được không anh chị? Rất là đẹp luôn. Nó thiệt sự không phải là em nói để em quảng cáo em bán chiếc xe của em, nhưng mà chiếc xe này nó thật sự là đẹp, rất đẹp. 30020. Con này biển ở Đồng Nai nha anh chị của chúng mình. Con này thì em chốt rẻ bèo cho anh chị mình luôn nè, 10.500.000. Có rẻ quá không ta? Nó thiệt lượng luôn, cái giá này là rất rẻ luôn anh chị nha. 10.500.000 anh chị mua chiếc AB này anh chị chạy rất là ngon luôn. Nguyên zin. Đó, mua rẻ là em bán rẻ nha. Chứ em không nói dốc đâu. Ở trong nhà em còn 12 11 12 đầy kìa. Nhưng mà em vẫn để cho khách hàng một cái giá ưu đãi nhất có thể. Nếu như em mua được giá rẻ là em bán rẻ liền. Trời ơi con ơi là con.
qua đây ngồi cho ba quay phim coi. Rồi Winner 2021 đẹp như xe mới anh chị ơi. Thì xe mới mình mua đó là 30 mấy gần 40 triệu đúng không? Anh chị bây giờ anh chị bỏ ra 20 triệu anh chị sở hữu xe bên em, trả thẳng nha, không có góp nha. Em bán hàng không có ảo nha. Nói nhiều anh chị có kêu ơi xe trả trước 15 triệu cái này có xe rồi cái tiền góp không có. Mình ở đây không có bán góp. Bán góp là qua cửa hàng. Em bán là 20 triệu, anh chị mua góp cũng 20 triệu, mua tiền mặt cũng 20 triệu. Biển số bánh tre ngay chủ xe này còn mới như xe mới luôn. Vỏ nè, vỏ theo xe hết, toàn tạp xe, chưa thay một cái gì nha. Đi đúng 20 ngàn cây em bao. Em bao test hãng cho anh chị mình nha. Rồi, em chốt 20 triệu. Anh chị ơi, người ta lỗ nửa tiền nè. Anh chị chốt đơn giùm em nha. Mới ken luôn. Winner bản 2021, quá mới nha anh chị. Bánh trước chưa mở luôn. Quên nói bà con mình nữa, bánh trước chưa mở luôn nè. Đi 21 ngàn cây. Honda Vision, ken xà beng, mới chen xà beng luôn anh chị ơi. Nói chung là nói về mới thì cũng còn được 90% so với xe mới nha anh chị. Em nói đến mức độ vậy là anh chị hiểu rồi, còn rất mới luôn nha. Đó, mới từ trong ra ngoài, zin nguyên thủy, biển ở Sài Gòn anh chị. Con này em bán 21 triệu anh chị. Anh chị nhìn vô nè, anh chị nhìn cái cổ mua, nó còn đen xì lì, ấp nó đẹp kinh khủng không? Vỏ nè, em bán là 21 triệu đồng, anh chị có nghĩ đi mua không? Nếu như anh chị cầm ra 21 triệu, anh chị ra cửa hàng xe mới, anh chị mua quay Alpha, quay A mới bây giờ, anh chị thấy có ổn không? Anh chị để 21 triệu, anh chị mua một Honda Vision đời rất cao, 2018 luôn. Đó, đời cao, xe đẹp, chất lượng. Sau này mình không xài nữa, mình bán không có lỗ. Mà xe em bán em cam kết cho anh chị máy móc nguyên zin, dàn áo dàn chân nguyên zin, bảo hành 1 năm như xe mới đằng qua. 21 triệu Super Dream. Câu này nó thiệt sự bên chị luôn. Em bán hàng không phải như người ta đâu. Em rất cần khách hàng. Nhưng mà nhiều người ta chướng mình là mình cũng không có cần lắm đâu anh chị. Mua chiếc xe mà thì anh chị điện tới điện lui cũng cỡ tuần lễ là có. Điện y tuần luôn. Mở trả giá hoài luôn. Mà em đã nói cái tính em bán hàng là em chỉ nói giá bán, em không có nói thách đâu. Con này em bán 16 triệu rưỡi, em bao ship. Đó, anh chị nào mà tới cửa hàng mua được em để cho 16, còn ship đi em bán 16 năm. Hoặc là gần hơn nữa thì em giảm xuống tiền ship cho anh chị mình. Ví dụ như ship 300 thì em trừ 300, ship 400 trừ 500, 500 trừ 500 nha. Con này nguyên zin như thế này em bán 16 năm còn bao ship. Còn anh chị cứ tới cửa hàng đi, em để thẳng cho 16 triệu. Chứ còn mua bán gì có lời bao nhiêu đâu anh chị. Mình không có lời nhiều chứ phải mình lời nhiều thôi. Anh chị trả bao nhiêu bán bao nhiêu cũng được không. Ở đây bán hàng nói cái mộc. Được thì anh chị mình mua, còn không được thì anh chị em mình vẫn vui vẻ. Tại vì mua bán mình nói sao có dài, quan trọng là cái chất lượng. AB2010 nguyên zin nha anh chị à. Nguyên zin. Con này em bán 12.8 nha. Đẹp không? Rẻ không anh chị? 12.8 tỷ. Biển Sài Gòn, nguyên zin. Máy móc bảo hành cho 1 năm sử dụng. 12.800.000. Đây cái chỗ này nè anh này anh hay bỏ chai nước suối đây nha. Cho nên là mất cái miếng chỗ này. Cái miếng này thì anh chị mua phụ tùng thì không có nhiều tiền đó. Nhưng mà cái chỗ đó hay để nước đồ, cho nên là người ta hay là mở ra. Và em chốt là 12.8 nha anh chị. Anh chị nào mà đang cần AB10 thì anh chị ơi đừng bỏ qua, chốt đơn liền luôn. Nói chung giá rất đều nha. Mâm 6 lá FA xăng điện tử, xe nguyên zin, dàn áo zin không sơn không té nha anh chị nha. Ẹt một càng nguyên zin 2014. Xe ẹt một càng nguyên zin như thế này thì em chốt là 21 triệu. Đó, anh chị nào mà yêu mến thì chia sẻ cho một chút xíu nữa thôi, chứ còn nó thiệt sự với anh chị mình. Ẹt một càng bây giờ một chiếc xe hai càng đi. Hai càng nghe mà xe người ta xuống áo, người ta bán hai mấy triệu rồi. Bây giờ xe mình là xe một càng lúc nào phải có giá trị hơn. Xe một càng mình là nó nguyên zin. Nếu như một càng mình xuống áo là tuyệt vời luôn nha. 21 triệu bớt cho anh chị một chút xíu nữa thôi nha. Biển số 49 Lâm Đồng. Quan trọng là chất xe ở đây em bán hàng là nguyên zin nha. Và xe mình là lốc liếc, máy móc là xin nguyên thủy nha anh chị. Đó, chứ không phải xe mà trầy tùm lum hay là tróc tùm lum nổ tà le thì không có đâu anh chị nha. Chất lượng là em bán khỏi phải lo. Tiếp theo 67 An Giang, chợ mới nha anh chị. Chợ mới An Giang nói thiệt với anh chị, ở miền Tây không có chỗ nào em không biết đó. Em nói thiệt luôn, từ Đồng Tháp cho đến Cà Mau đến Long An. Đó, tại vì nói thiệt sự là em buôn bán với người miền Tây rất là nhiều. Hầu như là đa số 100% ở đây em bán hết, 99% là ở miền Tây mình. Đó. Và em cũng thích làm việc với con người miền Tây rất là nhiều. Đó em đã nói thẳng luôn. Em là người miền Trung nhưng mà em thích làm việc với người miền Tây bởi vì người ta rất là nhanh lẹ. Mua bán rất là nhanh lẹ. Đó. Thích thì mình mua, không thích thì thôi chứ không có gì phải eo nèo nha anh chị. Con này thì biển số An Giang và em chốt đơn là 21 triệu. Và chiếc thành phố cũng 21 triệu. 2018 chung đời. Con này màu đỏ tươi và con kia là màu đỏ đô. Hai xe đều đẹp như nhau. Chất lượng về xe thì nói chung là có bảo hành 1 năm. Và xe em bao zin nha anh chị. Thứ nhất là em bao cho anh chị không phải là té để thay lại những cái này nha. Xe nguyên thủy nó như vậy luôn nha.
Thì như em đã nói với chị, tại vì là tại sao em nói là bán hàng cho người miền Tây, thì em đã nói là người miền Tây người ta sẽ mua xe nhiều hơn. Chứ miền Trung em cũng có bán, rồi miền Bắc, Hà Nội, Hưng Yên, Yên Bái em cũng có bán, nhưng mà nó ít hơn, ít số lượng hơn. Còn ở đây đa số là đơn của em đi là miền Tây, là bởi miền Tây là cái chỗ huyện nào em cũng ok cho khách mình hết, về huyện nào cũng được hết nha. Và tiếp tục là quay A2014 anh chị, như em đã nói quay A hồi nãy em quay màu kia, màu đỏ xe kiển em đi đó, 17 triệu, con này chỉ có 13 triệu nè anh chị. Anh chị thấy không? Nó khác nhau hoàn toàn, con này là một chiếc xe zin, không có đồ chơi, không dọn, nguyên zin, 13 triệu, đồ riêng. Còn ông kia người ta đã dọn đồ rất là nhiều rồi, nó thật sự bên chị. Anh chị nào mà có dọn xe rồi anh chị mới hiểu được cái cảm giác mà mình xách chiếc xe ra mình đi dọn, nó tốn tiền kinh khủng lắm anh chị. Chứ không phải là sao hết. Em tính em vậy, em hồi em ân lên là em dọn kinh khủng lắm, cái rồi không ân nữa là em bán, không phải là không ân mà con người mình chơi thời gian cũng ngắn anh chị. Cái đầu mình bán ha. 13 triệu. Đây Vision 12 triệu. Em nói thiệt luôn, xe của em là mới ken như vậy nè, mới cửa vậy nè anh chị nhìn vô nha. Lao cái bóng lưỡng luôn nè, tay vừa ồn bụi không nè, đó. Rất mới chứ không phải hàng dập. Hàng Vision này nha, hàng cũ xấu 10 triệu có xe. Nhưng ở đây em bán hàng này hàng đẹp 12 triệu. Hàng đẹp luôn. Hàng là bao đẹp, máy bao chắc luôn anh chị nha. Chứ không phải là mình nói cái miệng đâu. Anh chị nhìn vô cái xe anh chị có thấy nó mới ken từ trong ra ngoài, có chỗ nào xấu đâu. Không có chỗ nào xấu hết. À, cục su vẫn còn treo lên cái giò đạp lòng thông luôn rồi đó. 12 triệu đồng nha anh chị nha. Biển số ở thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo là 72 Vũng Tàu. 72 Vũng Tàu, con này thì em chốt là 105 luôn đi. Em định bán 11 thì nó thật sự bên chị ạ. Nhưng mà cuối tuần rồi, 10 triệu rưỡi là em bán luôn. Tính em vậy đó, em hứng là em bớt à. Chứ còn nhiều khi em không hứng là em không bớt, anh chị ơi. Còn mua bán mà nó thiệt sự bên chị mình ai cũng muốn ký đồng lời để chi phí này nọ mà anh chị ơi. Quan trọng cái giá đúng thôi ha, cao quá rồi bán cho ai. Mà rẻ quá lỗ cũng không được, thôi anh chị chia sẻ giùm em. 10 triệu rưỡi bao riêng toàn bộ nha. Em nói là bao riêng toàn bộ là anh chị hiểu rồi đó, bảo hành tới năm. Tiếp theo là con AB này. Con này thì nó còn kiến đầy đủ nè, chiều khóa mập nè và da yên zin, tất cả là đồ zin toàn tập. Con này em chốt là 11 năm, bữa trước bán 12 thôi, bữa nay giảm 500. Bữa nay mình hứng mình giảm mấy con AB đầu bò này, mỗi chiếc 5 xị nha anh chị. 12 còn 11 năm, biển ở Đồng Nai, mới ken xe ben. Nói chung là bây giờ anh chị cứ nghĩ đi, em thấy xe cũ bây giờ nhiều khi còn đạt rẻ hơn xe đạp điện anh chị, nhiều khi rất là buồn luôn. Thì anh chị nghĩ xe đạp điện bây giờ anh chị mua xe cùi nhất 12 triệu đó, xe đạp điện á nha. Mà mình nghĩ xe AB mình mua mới lần ba mấy, gần 40 triệu, bây giờ đi có mấy năm trời mình bán còn có nhiêu, thì có sự còn 11 12 triệu thì như thế quá rẻ đúng không? Không phải là em nói thì nó anh tốt thật, nếu như anh chị cầm mua xe mới thì anh chị bán thì sốt lắm, nó thật sự luôn. Accenter này anh chị mua mới là 50 triệu, biển Đồng Nai, xe ngay chủ, xe này để em ghi cho anh chị coi nè, 22 triệu xe can này, xe can là xe cọp nè, nhưng em bán 20 triệu nè. Anh chị coi chiếc xe là anh chị thấy đồ can nó như thế nào nha. Thứ nhất là anh chị nhìn vô cái bô nè, đó nó còn đen thui như thế này luôn. Nếu cái bô đi nhiều thì nó sẽ ngã vàng hết, nhưng cái bô này còn rất mới và bô chưa mở một lần nào nha. Còn rất mới, xe này còn đẹp 90% so với xe mới luôn. Cái máy của chiếc xe Accenter này nè, anh chị chạy á, nó còn nhẹ như là chiếc xe mới. Đừng có nói gì, em nói thiệt với anh chị luôn. Tại vì em là một người chủ bán hàng thì những chiếc xe nào em cũng va chạm rất là nhiều. Em chạy thử những dòng xe mà rớt rồi nè, hay là những dòng xe mà đã đi số lượng nhiều nè, rồi chạy thử những chiếc xe mà khách người ta xài kỹ nè, mình phải chạy mình cảm nhận thử. Thì nó thiệt bên chị, cái độ lướt của những cái xe kỹ này nè, anh chị chạy rồi anh chị mới biết được, nó rất là nhẹ nhàng. Cái máy nó nhẹ, cực kỳ nhẹ. Và cái con này cục máy nó còn trắng tinh luôn. Thường thường cục máy Accenter là nó hay ăn bùn lắm. Nó mà anh chị đi vô đường sình mà chữa tuần lễ anh chị không rửa ngày, nó ăn bùn vàng liền, nó vàng rửa khó ra lắm. Nhưng cái cục máy xe này người ta đi rất kỹ, cho nên cục máy rất là đẹp, trắng phéo à. Anh chị nhìn vô cái lóc anh chị thấy nó đen thui, bóng lưỡng đâu tóc miếng nào đâu. Rồi con này thì em chốt 20 triệu anh chị. Nói chung là anh chị cứ thể nghĩ đây 18 triệu 17 triệu thì thêm 2-3 triệu nó mua xe cọp đi cho sướng, phải không? Xe cọp luôn, xe đẹp luôn, về khỏi phải dọn. Mua xe về hàng xóm nhìn lé mắt luôn. Đó, chốt đơn 20 tỏi nha. Diêm Thái. Diêm Thái này là Diêm Thái Vin của em anh chị nha. Xe thì nói chung là em nhỏ tuổi nhưng mà nói chung là em cũng có đam mê những dòng xe này. Nó thật sự á, cái dòng rim thì em bỏ ra vài chục triệu em mua một chiếc xe, không phải để em kiếm lời, nhưng mà vì em đam mê. Chứ anh chị nghĩ bỏ mấy chục triệu ra mua xe, nhiều khi cả năm trời mình mới bán được chiếc xe, hay là mấy tháng trời có nhiều xe là vài bữa cũng có. Đâu phải là mình bỏ ra, nhưng mà
cái đam mê mình nó có với chiếc xe này, cho nên là mình cỡ nào mình cũng mua hết, vậy đã thích là mình mua thôi, còn không cần biết nguyên zin bọc keo nguyên con anh chị, thật te bọc keo xe này ngay chủ bao ký giấy anh chị, rút hồ sơ bằng nốt nhạc vẫn còn rất đẹp luôn. Nè anh chị coi xe này, em lao ra nó mới này. Xe của em nó thật sự là em không có bù, không có dễ gì hết. Em mua xe, em bán xe là em nói thẳng với khách hàng của mình là xe của em là xe zin. Zin là zin, còn cái nào rất là rớt niềng xiêm của si niềng zin xe em để còn chưa thay nè. Rồi, và chiếc xe này thì giá rất là cao nha anh chị, 40 triệu đồng. Xe chìa khóa vẫn còn luôn anh chị nha. Kiến zin theo xe nè. Ngay chủ cái giấy nha, còn rất mới, máy móc khỏi phải lo. Chiếc này thì máy móc không cần phải suy nghĩ đâu. Đó. Anh chị thấy em thái bên em không? Mười mấy triệu cũng có, 40 triệu cũng có. Ô, giá nào cũng có hết. Adventure một càng này nè, cái mẫu này em bán 21 triệu, chứ nhiều cái mẫu xấu hơn em bán 15 triệu cũng có, mà xấu lắm anh chị. Mà cái hàng này mà đẹp cộp nha, gần 30 triệu đó anh chị, người ta mua liền luôn, không cần suy nghĩ. Bây giờ quay lại những cái mẫu xe mà bỏ mẫu và máy ngon là người ta lại chụp, chứ còn mẫu xe mới bây giờ máy không ngon là người ta không có thích, nó thật sự vậy, ai cũng vậy hết, kể cả em ha. Và bây giờ cuối like thì em cũng không có gì hơn, xin chào tạm biệt cô chú anh chị, và cảm ơn anh chị đã đồng hành cùng Duy Nguyễn trong những cái clip YouTube, những cái chiếc xe bên cửa hàng được sự ủng hộ của anh chị rất là nhiều. Đó là những lời chia sẻ cảm ơn thật lòng của em. Bây giờ xin chào tạm biệt cô chú anh chị và hẹn gặp lại anh chị một clip tiếp theo trên kênh Xe Máy Duy Nguyễn. Và anh chị yêu mến chiếc xe nào rồi thì anh chị vui lòng nhắc đơn lên và nhắc điện thoại lên liên hệ về để chốt đơn bên cửa hàng của em Duy Nguyễn nha. Rồi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình trong clip tiếp theo.